Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bắt hai lãnh đạo công ty Tân Thuận, đàn em của Tất Thành Cang. Cựu tổng giám đốc cùng cựu chủ tịch công ty Tân Thuận thuộc Thành ủy thành phố Sài Gòn bị bắt giam do liên quan vụ bán rẻ 320.000 m2 đất ở Nhà Bè có bút phê của ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Sài Gòn. Theo báo VN Express, đây là hai người đầu tiên bị xử lý hình sự sau tiến trình điều tra vụ 320.000 m2 đất tương đương với 32 hectare đất ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè bị công ty Tân Thuận bán rẻ cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hồi giữa năm 2017. Ông Thiện được xác định là người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo điều hành công ty Tân Thuận dẫn đến sai phạm khi thực hiện dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 7 năm 2019, ông Thiện đã bị cách hết tất cả các chức vụ trong đảng của công ty Tân Thuận, sau đó bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sài Gòn khai trừ ra khỏi đảng, còn ông Nguyễn Văn Minh chỉ bị kỷ luật khiển trách. Theo tin báo Tuổi Trẻ liên quan đến vụ chuyển nhượng 32 hectare đất đã đền bù tại xã Phước Kiển, chỉ sau tháng sau, công ty Tân Thuận tự thẩm định và ký hợp đồng chuyển nhượng cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng, tương đương với 55.60 đô la trên một mét vuông. Qua xác định của Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị trường đến 470.000 đồng, tương đương với 20,60 đô la trên một mét vuông. Sau đó, Văn phòng Thành ủy đã có thông báo cho rằng việc ký chuyển nhượng này không được báo cáo cho tập thể thường trực Thành ủy và tập thể ban thường vụ Thành ủy theo quyết định số 1087 QG9 trên TU về ban hành quyết định chế tài chế quản lý sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố và sau đó ra lệnh hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng giữa hai công ty trên. Liên quan đến sai phạm này, ông Tất Thành Cang bị cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Sài Gòn do trực tiếp điều hành Thành ủy lúc khu đất được bán. Thời điểm này, thành phố trống vị trí Bí thư Thành ủy do ông Đinh La Thăng được Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam điều động làm Phó Ban Kinh tế Trung ương, còn ông Nguyễn Thiện Nhân chưa về Sài Gòn. Chưa hết, bà Thái Thị Bích Liên, Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Sài Gòn cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, sau đó chuyển công tác làm Phó Bí thư Đảng ủy khối dân chính Đảng. Trong đó, ông Phạm Văn Thông, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên Đảng cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Hiện công luận đang đặt vấn đề liệu ông Tất Thành Cang, Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh có bị bắt giam bởi vụ mua bán đất công mờ ám này có bút phê của ông Tất Thành Cang. Khi đất công được xem như đất của ông rồi biến thành đất tư thì liệu có thể tin tưởng về động cơ trong sáng vì sự phát triển kinh tế xã hội không? Dĩ nhiên là không. Bây giờ hai thuộc cấp của Nguyễn Văn Minh và Trần Công Thiện đã bị xử lý hình sự, còn ông Tất Thành Cang vẫn ung dung vị trí thành ủy viên Sài Gòn. Và ông Tất Thành Cang sẽ lấy tư cách Phó Ban chỉ đạo biên soạn công trình lịch sử Đảng bộ Sài Gòn để viết những trang tươi thắm về sự thất thoát hàng trăm tỷ đồng từ thương vụ mua bán 32 hectare đất công ở Phước Kiển, Nhà Bè chăng? Lửa đã cháy đến đất Sài Gòn và Tất Thành Cang chưa? Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa loan báo năm mới sẽ có nhiều củi, thì ông Tất Thành Cang có phải một trong những trường hợp sinh động cụ thể không? Nhà báo Lê Thiếu Nhơn hoài nghi viết trên Facebook cá nhân. Ngày 6 tháng Giêng năm 2020, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Trần Công Thiện 55 tuổi, ngụ ở Gò Vấp, nguyên tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh 63 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận. Công ty Tân Thuận về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 6 tháng 1, báo chí đưa tin cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc tổng công ty
và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận. Hai năm trước, theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thì Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng hơn 32 hectare đất đã đền bù của công ty Tân Thuận tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh và chấp thuận chuyển nhượng cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai là không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật. Không báo cáo với Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định. Đồng thời, ông Cang thiếu kiểm tra việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của mình, việc chuyển nhượng có nguy cơ gây thất thoát lớn cho Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chuyển nhượng đất đã đền bù thông qua đấu giá được cho là trái nghị định số 91/2015 NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, không đúng với nghị định số 44/2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất. Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định công ty Tân Thuận là doanh nghiệp kinh tế của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trong việc chuyển nhượng đất đã đền bù công ty không đặt lợi ích của Đảng bộ lên hàng đầu, vi phạm các quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về quản lý các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Thành ủy và các quy định pháp luật nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Ông Tất Thành Cang được xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng vi phạm các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp. Ngoài ra, ông Tất Thành Cang còn thiếu trách nhiệm để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật gây thiệt hại lớn cho ngân sách của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang đã vi phạm pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng khi phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi ấy có nhiều đồn đoán dịp chuẩn bị Tết Kỷ Hợi năm 2019, ông Tất Thành Cang sẽ gia nhập màu áo sọc Juventus giống như cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Đinh La Thăng. Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cũng ung dung tự tại, bất chấp mọi đồn đoán đây mới là vai chính trong vụ lùm xùm đất đai ở Tân Thuận và là tổng đạo diễn vụ quy hoạch Thủ Thiêm ở quận 2. Nói thêm, vào cuối năm 2019, theo một văn bản của cơ quan thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang được cho là liên quan đến 69 hectare đất công trong dự án đầu tư xây dựng cảng khu công nghiệp Cát Lái. Đến nay, những kết quả được công bố từ cơ quan thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh và điều tra sơ bộ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sai phạm tại công ty Tân Thuận, công ty Sadeco có vai trò của cấp quản lý cao hơn, trong đó về mặt giấy tờ hành chính liên quan trực tiếp đến ông Tất Thành Cang, khi đó giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chống tham nhũng chẳng khác nào chống đảng, bởi tất cả những tên tham nhũng ở Việt Nam đều là đảng viên Đảng Cộng sản. Sự độc tài do đảng cưỡng bức áp đặt đã tạo ra cơ chế dung dưỡng cho quốc nạn này lộng hành. Bộ mặt tiêu biểu nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là tham nhũng. Biểu hiện của tệ nạn này là tệ hại nước, hại dân. Này đâu chỉ ở tiền bạc, nhà cửa, xe cộ mà phía sau nó là có quyền thế, cơ hội, thân hữu và sân sau. Trong vụ đại án Mobifone mua AVG với việc hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn dính vào tham nhũng không phải là chuyện lạ ở Việt Nam. Bởi chẳng có quan chức nào ở Việt Nam không ngoại phạm với những tham nhũng. Có khi mỗi lần chỉ vài trăm nghìn, vài triệu đến vài trăm triệu, vài tỷ đồng, nhưng con số tổng của số tiền chiếm đoạt trong đời làm quan thì không hề nhỏ. Do đó, không thiếu chuyện quan chức giải thích ngô nghê cho khối tài sản khổng lồ của mình nhờ buôn chổi đót, chạy xe ôm, chăn nuôi tăng gia, chức càng cao thì
những chuyện bất chính càng nhiều. Tuy nhiên, số vụ được đưa ra ánh sáng thì còn cực kỳ là ít. Chính ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận thất bại này tại hội nghị của chính phủ với các địa phương vào ngày 30 tháng 12 năm 2019. Chưa bao giờ xử được tội nhận hối lộ đến vụ AVG, bởi từ nhiều chục năm nay, tội phạm tham nhũng được đảng ưu ái với tội danh thiếu trách nhiệm, vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng để cứu những con người đã phò đảng. Việc lần đầu tiên xử được tội nhận hối lộ mà ông đảng trưởng đưa ra chỉ có tính tượng trưng cho việc chống tham nhũng mà đảng đã phô trương. Thực tế, người ta nhập đảng không phải thể hiện năng lực đóng góp cho một nước Việt dân chủ, tự do, giàu mạnh hơn. Càng đông đảng viên cộng sản, đất nước này càng thêm sơ sát, tài sản quốc gia bị đánh cắp nhiều hơn, càng không có tự do. Bất công thì tràn lan, người dân thì bị rình mò. Người ta vào đảng chỉ để chuẩn bị cho cơ hội nắm chức dễ dàng vơ vét chiếm hữu, làm giàu bất minh từ ông trưởng một ban của thôn, xã, phường cho đến tận những ông ở trung ương như ông Nguyễn Phú Trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam là một lực lượng duy nhất chi phối quyết định tất cả và tiếp tục vẽ nên một nước Việt Nam xấu xí bởi tham nhũng, không có tự do, thiếu dân chủ, đất nước nghèo nàn lạc hậu. Trong thể chế xã hội chủ nghĩa để chuẩn bị cho vị trí lãnh đạo, yếu tố tiên quyết không phải là ở khả năng kiến thức, kinh nghiệm, nhưng cái đó chính là phải là một đảng viên. Đảng Cộng sản Việt Nam càng không phải là nơi quy tụ của những con người giỏi, có kỹ năng viễn kiến, mà chỉ là nơi của những kẻ ham quyền, mê bổng lộc, thích xu nịnh, kém khả năng, đầy tính lưu manh. Bởi thế, Trương Minh Tuấn cố gắng thể hiện một đảng viên chân chính qua cuốn sách Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay, biểu hiện sự phục tùng chân lý của chế độ. Nguyễn Bắc Son muốn bắt nhốt những người dám nói lên suy nghĩ lên trên và những sự thật lên trên mạng xã hội. Từ kẻ đi giao giảng, bảo vệ đạo đức của Cộng sản đến người thể hiện sự trung thành tuyệt đối của Đảng đều là một phường tham nhũng. Đảng ban phát quyền lực bổng lộc tạo ra sự giàu có bất minh trong một xã hội hạn chế về nhận thức, sự dối trá trên lại được đa số người dân tung hô là thành công. Không ai khác ngoài Đảng Cộng sản đã kích thích sự làm giàu man dợ, sử dụng luật pháp tùy tiện, hạn chế hiểu biết, lan truyền nỗi sợ để chi phối cuộc sống. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường ngắn nhất để tha hóa, để làm giàu, mất nhân cách oai nghiêm của một con người. Một ông bộ trưởng dùng tư thế tư duy trẻ con trong lời khai nhận, giấu số tiền tham nhũng. Những ông tướng như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn khi ra tòa. Bộ mặt đáng khinh bỉ của Đảng Cộng sản đang lèo lái cả một dân tộc tụt hậu lại đằng sau của thế giới văn minh. Tiếng súng đạn đã tạm ngừng, Cộng sản đã đưa cả nước vào đói khổ và với cách vận hành nền kinh tế sai lầm. Trước cái chết đói của cả nước buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi, chấp nhận hình thái kinh tế hệ thống tư bản, mở cửa nền kinh tế từ đại hội lần thứ 11, lần thứ 6 của Đảng này vào cuối năm 1986. Điều mà trước đó bất kỳ cá nhân tổ chức nào trong vòng kiểm soát của Cộng sản áp dụng cách kinh doanh sản xuất theo lối tư bản đều buộc tội phản động, chống cách mạng, thực dân đế quốc. Phải trả giá bằng tù đầy và những cái chết oan khiên, tài sản thì bị nhà nước cướp bóc, tịch thu. Sau mở cửa, đặc biệt khi bước vào thập kỷ 90 của thế kỷ 20, tham nhũng bùng phát như khí thế cách mạng trước đó. Nó có mặt ở khắp nơi trên tất cả các lĩnh vực, đa dạng về cách thức. Tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, lộng hành và ở mọi lúc, mọi nơi, từ ông trưởng thôn cho đến những người ở trên trung ương cao nhất, kể cả trong những việc như xóa đói, giảm nghèo và trợ giúp. Nhiều khi các mạnh thường quân gửi đến cho những nạn nhân cả một cây tre, nhưng khi qua tay của các đảng viên, qua tay các tổ chức của đảng, thì khi đến được tay của người được trợ giúp chỉ còn một que tăm. Quan chức đảng, chính quyền xem nhân dân, tài nguyên, đất nước như cái kho không chủ đề vơ vét. Họ tạo phe phái cấu kết với thương nhân cơ hội đề ra chính sách, nhân danh quy hoạch dự án để chiếm đoạt, tạo ra một xã hội bất công, đẩy nhiều người vào con đường bần cùng của cảnh mất đất, mất nhà, những bản án đầy oan khiên, hình thành nên tầng lớp dân oan có mặt tại tất cả các tỉnh thành. Luật pháp chỉ là công cụ bảo kê cho hệ thống cai trị, người có quyền, lắm của. Nó không vận hành đúng chức năng, đảm bảo sự công bằng dân chủ của xã hội Việt Nam.
Quan chức nhà nước xem đất nước như cỗ máy kiếm tiền, chỗ để cướp đoạt tham qua qua những tham nhũng ngày càng phổ biến, số tiền ngày càng lớn, cách thức càng ngày càng đa dạng hơn. Quốc nạn này đang tỷ lệ thuận với sự tồn tại của xã hội chủ nghĩa trên lãnh thổ Việt Nam. Hẳn không ít người cố tình biện minh thế hệ cộng sản đầu tiên là những người yêu nước vì lý tưởng. Cán bộ lãnh đạo không nhận không lấy của dân dù chỉ một đồng. Điều này chưa hẳn đúng, bởi sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản được thiết lập bằng con đường chiến tranh, sinh lực của xã hội, xác người chồng lên nhau chỉ để phục vụ cho chiến thắng của chủ nghĩa cộng sản, của một số nhóm lợi ích quyền lực mà thôi. Trong hơn 40 năm đầu áp đặt lý tưởng xây dựng xã hội chủ nghĩa, mọi thứ đều tem phiếu, ngay cả khi có tiền cũng không mua được cái đang cần. Một xã hội không có thị trường, tất cả hàng hóa do nhà nước phân phối và ban phát. Sở hữu cá nhân nếu có chỉ đơn giản là chiếc xe đạp, cặp sách sang hơn radio, cái đồng hồ xuất xứ từ các nước xã hội chủ nghĩa, ví dụ như của Liên Xô. Người dân không thể chọn nơi học hành, chữa bệnh, mọi thứ do nhà nước quyết định tất cả. Cả xã hội chỉ quan tâm đến cái gì đó để bỏ vào miệng, chỉ cần đủ ăn và chỉ cần đủ che cái thân mà thôi. Không bị đấu tố, chết ở đâu. Trong ngộ nhận chân lý cách mạng lầm lạc xây dựng xã hội chủ nghĩa, cái thời cán bộ đến thứ dân đều đói, trừ cấp trung ương. Trong đất nước đói tham nhũng tuy có những có nhưng không nhiều, thiệt hại chưa lớn. Sự nhiệt thành cách mạng trong thế hệ đầu tiên của nhiều người là sự ngộ nhận về lý tưởng. Người dân bị lừa dối về tinh thần yêu nước để phục vụ cho mưu đồ cai trị của Đảng Cộng sản. Đến cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, phong trào Cộng sản và hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới nối đuôi nhau sụp đổ do sự phản dân chủ chống lại sự tiến bộ của loài người. Tại Việt Nam đã có nhiều tiếng nói thức tỉnh lên tiếng cho sự cần thiết thay đổi chính trị, đưa đất nước vào con đường dân chủ, tiến bộ. Đáng buồn thay, Đảng Cộng sản đã cô lập, giam lỏng, cầm tù họ, trong khi đó lại đưa đất nước vào con đường lệ thuộc vào với Trung Cộng. Sau sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, ý thức hệ cách quản lý phản tiến bộ, cản trở dân chủ, chống lại văn minh, những người Cộng sản không hẳn không thấy. Tuy nhiên, vì ích kỷ Cộng sản cha, Cộng sản con đến Cộng sản cháu, nhân danh truyền thống cách mạng tìm mọi cách để duy trì quyền lực, trục lợi cho cá nhân và phe nhóm. Cứ nhìn cách quan chức làm giàu, sắm đồ, cho con học hành, khám chữa bệnh sẽ thấy niềm tin của họ đang đặt ở nơi đâu. Khi nhận ra lý tưởng Cộng sản sai lầm, con đường chủ nghĩa xã hội chỉ là lừa dối quan chức chỉ xem dân là đối tượng để họ cai trị, làm giàu trên sự nghèo đói của người dân, bán tháo tài nguyên làm đầy túi tham của những quan chức cấp cao. Nếu thể chế chủ nghĩa xã hội tốt, Cộng sản thực tâm chống tham nhũng thì gần nửa thế kỷ độc quyền cai trị, không cần đối phó với đảng đối lập tham nhũng ở Việt Nam, phải chỉ còn là cá biệt chứ không tràn lan nghiêm trọng, thách thức mọi định chế như hiện nay. Pháp quyền nghĩa là chính quyền là công cụ của pháp luật, chính quyền phải làm đúng những gì mà luật pháp quy định. Chính quyền luôn chịu sự kiểm soát của pháp luật. Chính vì thế, những phiên tòa trong một nhà nước pháp quyền nó luôn là những cuộc chiến pháp lý giữa bên buộc tội và bên gỡ tội. Không vì gì bên gỡ tội phải xin quan tòa giảm hoặc miễn tội được. Nếu quan tòa động lòng tha cho anh ta trong khi đã có đầy đủ bằng chứng phạm tội của anh, thì khi đó chính quan tòa sẽ là người phạm pháp và chính quan tòa phải là người đi bóc lịch. Cho nên, muốn nhẹ tội thì anh phải thuê luật sư giỏi để họ biết khai thác những điểm có lợi trên pháp luật và bằng những lập luận sắc bén của họ để che chở cho anh. Chính vì thế mà làm công dân trong một nước pháp quyền thì họ luôn được luật pháp bảo vệ. Bạo quyền nghĩa là pháp luật là một thứ công cụ của chính quyền mà thôi. Mà đã là công cụ thì điều đó cũng có nghĩa là lúc anh dùng đến và cũng có lúc anh vứt bỏ nó đi. Nó giống như đồ tể xẻ thịt lợn vậy, có lúc anh dùng dao làm cạo lông, cũng có lúc anh dùng dao lớn để chặt xương và cũng có lúc anh chẳng dùng dao gì cả mà dùng chính hai bàn tay của mình. Tương tự như vậy, trong một nhà nước bạo quyền thì luật pháp chỉ được dùng khi nó mang lợi ích cho chính quyền hoặc cho kẻ nắm giữ quyền lực mà thôi. Trong tình huống dùng pháp luật không có lợi thì họ sẽ vứt nó sang một bên và vơ lấy con dao quyền lực của mình để xử lý những tình huống ngoài phạm vi pháp luật. Chính vì thế mà làm công dân của một nhà nước bạo quyền, người ta không hề được che chở mà ngược lại, họ rất mất an.
Trước sức mạnh pháp luật thì người ta đấu tranh pháp lý để có bản án công bằng. Nhưng trước sức mạnh quyền lực thì người ta chỉ còn cách van xin kẻ nắm giữ quyền lực ấy nương tay với mình mà thôi. Vì thế khi những tòa án tham nhũng ở Việt Nam được mở thì các vị quan tham trước tòa tự hiểu rằng chỉ có van xin Tổng Bí Thư để mua lấy lòng cảm động của ông ta thì cơ hội được giảm án còn lớn hơn việc mướn hàng chục, hàng trăm luật sư giỏi bào chữa cho mình. Chính ông Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và Nguyễn Bắc Son là người hiểu hơn ai hết giá trị lớn lao của lời xin lỗi hay sự ăn năn đó. Ông Nguyễn Phú Trọng với tư thế một kẻ đứng trên pháp luật khiến cho quan chức đứng trước tòa phải quỳ gối xin ân huệ thì có thể nói ông ta hiện thân là một hoàng đế giống như những triều đại phong kiến từ ngàn năm trước. Ngày nay ông Nguyễn Phú Trọng còn lấy những lời van xin của các quan tham ấy để minh chứng cho sự nhân đạo của nhà nước, pháp luật, pháp quyền xã hội chủ nghĩa của ông ta. Thì điều đó cho thấy chính ông ta cũng hoàn toàn không hiểu gì về nhà nước pháp quyền. Và tất nhiên, những người lãnh đạo kế tiếp ông ta cũng sẽ không hiểu được vì họ đều là những kẻ được nuôi lớn trong cái lò Mác Lê như ông mà thôi. Cả một đảng không hiểu nổi ý nghĩa của nhà nước pháp quyền nhưng đang giành độc quyền dẫn dắt người dân và dân tộc Việt Nam. Và hô hào tiến đến mục tiêu này, mục tiêu nọ thì chắc chắn cuối cùng chẳng đi được đến đâu. Hiện nay chuyện cầu cứu vua chúa phá luật ban ân huệ đã được các nước dân chủ lâu đời như Anh, Hà Lan cho vào dĩ vãng nhiều thế kỷ rồi. Thế nhưng ở bờ Việt Nam vẫn còn đang áp dụng. Mà còn nguy hiểm hơn, những hành động dùng quyền lực thọc vào tư pháp bóp méo mọi bản án ấy lại được ông Tổng Bí Thư xem là sự nhân đạo. Thì có thể nói xã hội của Việt Nam sẽ không bao giờ bình yên. Bình yên sao được khi mà tòa án có thể giảm án cho kẻ trọng tội hoặc tăng án với kẻ nhẹ tội chỉ vì lệnh miệng. Bình yên sao được khi kẻ đáng chết được tự do ngoài xã hội còn kẻ vô tội thì lại bị tuyên những mức án khi tòa nhận lệnh miệng từ thế lực chính trị nào đó. Ví dụ như vụ án của Hồ Duy Hải, Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén chỉ là phần nổi được phanh phui, còn phần chìm vì không ai có thể thống kê nổi đó là tòa án cho dân. Còn với tòa án, với bị cáo là quan chức thì như ta đã thấy, các ông quan này luôn cố gắng van xin Tổng Bí Thư thương tình thì đủ thấy ngành tư pháp của Việt Nam bát nháo như thế nào. Tư pháp được định hình bằng luật pháp thì tư pháp đó bảo vệ con người, nhưng tư pháp không còn được định hình bằng khung luật pháp mà nó có thể bị bóp méo bởi bất kỳ một thứ quyền lực nào thì rõ ràng xã hội đó là xã hội bất an. Con người ta giác ngộ tri thức xâm nhập vào não trạng. Với Đảng Cộng sản Việt Nam thì như ta biết họ chỉ gói gọn hiểu biết của mình trong mớ chủ nghĩa Mác Lê độc hại mà không chịu mở một khe hẹp nào để cho bất kỳ một luồng tri thức nào có thể xâm nhập vào thì có thể nói Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản bít kín mọi con đường dẫn đến văn minh tiến bộ. Sống dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân phải luôn đối diện với sự bất an thường trực. Và sự bất an này không chừa một ai, với ngay cả những quan chức nắm trong tay đầy quyền lực cũng bất an nốt. Vì sao? Vì đơn giản, quan chức Cộng sản hầu như chẳng ai có ý thức sống theo phép luật cả. Ngay cả ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng như còn không còn ý thức được thì ai trong Đảng ý thức? Cho nên, có thể nói trong Đảng các thế lực luôn tìm cách kéo bè kết cánh, chia phe sát phạt lẫn nhau loạn xạ theo nguyên tắc mạnh thắng yếu thua. Hiện nay trên mạng lại xuất hiện danh từ sới chọi chó, có thể chỉ dấu tranh quyền đoạt lợi của giới quan chức Cộng sản. Một đấu trường không có bóng dáng của pháp luật, nơi này những đồng chí Cộng sản với nhau luôn nhe nanh dương vuốt gầm gừ và canh tử huyệt của đối thủ để lao vào triệt hạ, thì đó khác nào là một sới chọi chó. Chúng ta hãy nghĩ xem khi mà một đất nước bị cai trị bởi một sới chọi chó như thế thì có phát triển được không? Và thực tế đã có câu trả lời cho tất cả chúng ta. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.